Ngoài nhà tôi xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh. Trong video này, Ngoài sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án hai căn nhà mới nhất tại tổ dân phố 2, phường Văn Quán, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết. Theo đúng như hiện trạng, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Thông số nhà như sau, ở đây có hai căn thì em sẽ chia sẻ với hai căn này. Diện tích 33 và 34m, thiết kế xây mới, nằm ở trên mặt ngõ. Và căn nhà này thì không phải là ngõ thông. Tuy nhiên, ngõ trong nhà được khoảng tầm 1m6, cách với đường ô tô đi lại khoảng tầm chỉ tầm 100m thôi. Với hướng nhà là hướng Tây Bắc, mặt tiền của ngôi nhà 3m2, thiết kế của ngôi nhà như thế nào thì mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể. Và với cái vị trí ngôi nhà thì gần với lại đường Trần Phú Hà Đông, gần đường 19 tháng 5, gần khu đô thị Văn Quán, gần hồ Văn Quán, và thiết kế của ngôi nhà cực kỳ hợp lý, xung quanh rất nhiều trường đại học, ví dụ Học viện An ninh Nhân dân, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, trường Đại học Mật mã, và xung quanh chợ trường phường trạm, tiện ích đầy đủ. Cách có hơn 100m là ta tới đường ô tô đi lại. Thiết kế cửa chính sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và thiết kế của ngôi nhà 33m2, tối ưu công năng. Tầng 1 thiết kế phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh cho quý vị. Phần gạch lát nền thiết kế xong hết, quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Thiết bị vệ sinh lắp đặt xong hết rồi. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà. Với mặt tiền 3m2, chiều mặt tiền 3m2 và mặt hậu cũng vậy, không lỗi phong thủy thưa quý vị. Đó, không bị thấp hậu. Đây là phần không gian tủ bếp của ngôi nhà, với phần tủ bếp thiết kế cho quý vị là tủ gỗ, xung quanh bếp ốp kính ốp bếp, mặt bếp ốp đá granite, tiện ích đầy đủ. Ở căn nhà này thì nếu như quý vị có con em mà đang đi học ở những cái trường mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ thì quý vị có thể để cho em con em mình đi bộ ra ngoài đầu đường Trần Phú để đi xe buýt cũng rất là tiện nhé. Nói chung là quan trọng là vị trí thôi, còn diện tích thiết kế xây dựng thì đa phần nó cũng gần tương đương với những cái căn nhà của chủ đầu tư đang xây, nó đều có form, có mẫu kiểu tương tự nhau. Ngoài phòng khách thì ở đây thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phía dưới tầng 1, đầy đủ về bồn cầu, máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng. Diện tích 33m, thiết kế xây 4 tầng, nhà mới và quý vị có thể dọn đồ về ở ngay. Giá bán hơn 3 tỷ và cụ thể em sẽ để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Tại thời điểm hiện tại thì cái giá bán mà em sẽ để cho quý vị là gần như giá thấp nhất trong phân khúc nhà xây mới thuộc phường Văn Quán, vị trí tiện ích đầy đủ. Cho nên mọi người bấm ở phía dưới phần bình luận để xem giá bán, bởi vì biết đâu mai chủ nhà lại cập nhật giá khác, cho nên em sẽ thay đổi trực tiếp ở trên đó nha mọi người. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 thiết kế toàn bộ lá gỗ, ngăn cách giữa phần cầu thang này, cửa chính này, phòng khách này là chủ nhà cũng lắp cho mình một vách gỗ CNC, và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Như vậy em đã review cụ thể đường, hướng, vị trí của ngôi nhà. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng tiếp theo. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phía bên trong. Đó. Phòng ngủ phía bên trong này thì nó khoảng tầm được 8-9m2 thôi mọi người ạ. Nói chung với diện tích 33m mà chia hai phòng thì nó thiết kế tối ưu công năng. Còn nếu như để mà nói phòng ngủ rộng rãi hẳn thì không có. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới mặt đường Trần Phú khoảng tầm 200m, ra tới đường 19 tháng 5 cũng tầm xem vậy, nên là khá là thuận tiện về cái giao thông, về cái cơ sở vật chất hạ tầng xung quanh. Quý vị đều được hưởng đầy đủ tiện ích gần với lại các bệnh viện lớn, rồi là gần với siêu thị, chợ, trường, phường trạm, đầy đủ trường học mầm non cấp 1, cấp 2 đều rất là tiện. Đây là phần phòng ngủ ở phía bên ngoài, có đầy đủ cửa sổ thông thoáng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa gỗ, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng đều được lắp đặt trong tất cả các phòng ngủ. Tầng 2 thiết kế hai phòng ngủ trước sau và phòng vệ sinh đặt ở giữa. Phòng vệ sinh thiết kế đầy đủ công năng sử dụng cho hai phòng ngủ, được ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần, quạt hút mùi, bồn cầu liền khối và hệ thống sen tắm, lavabo. Theo như hiện trạng, dọn về ở ngay. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, hai phòng ngủ trước sau, phòng vệ sinh ở giữa. Như vậy,
với thiết kế của ngôi nhà. Căn nhà 33m, thiết kế 4 tầng, 4 phòng ngủ phù hợp với công năng sử dụng cho một hộ gia đình, 3 thế hệ đều ở rất là ok. Phòng ốc thoáng, gọn gàng, nhỏ nhắn, xinh xắn. Sổ sách pháp lý chuẩn chỉnh, bàn giao nhà theo hiện trạng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người cứ yên tâm rằng khi những cái căn nhà này mọi người lo sợ về pháp lý thì nếu như quý vị vay ngân hàng người ta sẽ check cho quý vị hoàn toàn về những cái mặt pháp lý để người ta mới hỗ trợ cho vay. Tất cả những căn nhà mà Ngọc Ánh chia sẻ với quý vị đều hỗ trợ vay vốn ngân hàng tối đa được 70-80% giá trị của ngôi nhà. Vậy cho nên về phần pháp lý quý vị hoàn toàn yên tâm. Phòng vệ sinh ở tầng 3 tương tự như tầng 2. Bồn cầu, quạt hút mùi, sen tắm, lavabo, gạch ốp lên trên tới tận trần. Phòng ngủ ở phía bên trong tầng 3. Nói sao thì em quay như vậy. Cho nên nhà, bán nhà theo hiện trạng, có những thứ gì ở trong nhà thì em đều chia sẻ rất là rõ ràng, cụ thể cho quý vị hoàn toàn yên tâm. Quý vị có thể nắm được hiện trạng của ngôi nhà như thế nào để quý vị có thể cân đong đo đếm cái tầm tài chính, cân đong đo đếm cái quãng đường đi để quý vị có thể đi xem thực tế và mua được những căn nhà ưng ý. Mời mọi người theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Mọi người đừng rời mắt khỏi video này. Phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên tầng 4 thiết kế công năng sử dụng tiếp theo như sau. Thiết kế một phòng riêng ở trên phía tầng 4. Phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Tuy nhiên thì em đã quay từ tầng 1 cho lên tầng 4 của ngôi nhà để quý vị có thể tham khảo. Phần còn lại sân phơi siêu rộng mọi người ạ. Đó. Với ngôi nhà này thì nằm trong khu dân cư đông đúc. Đứng từ đây thì nhìn thấy rất là nhiều tòa chung cư, tiện ích đi lại đầy đủ, gần các bệnh viện, gần các bệnh viện lớn, rồi gần các trường đại học cao đẳng lớn, Đại học An ninh Nhân dân, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Mật mã, Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, đi làm thuận tiện ở Hà Đông, đi làm ở Hoài Đức, đi làm nếu như từ vị trí Văn Quán này, quý vị cũng có thể đi làm ở bên Thanh Trì, hoặc là quý vị có thể đi làm ở Nguyễn Trãi Thanh Xuân, tùy mục đích công năng, tùy cái cung đường đi lại. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để em có thể tư vấn và hỗ trợ quý vị đi xem nhà tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.